Xin chào các bác ạ. Hôm nay đây em đang ở triển lãm Ninh Bình đây. Em lại quay tiếp phần 2 trong ngày đầu nhận cây. Trong những ngày đầu nhận cây tại Ninh Bình đây, bác cùng ngắm nhé. Công cuộc đưa cây đến vẫn đang rất sôi động. Có những chiếc xe cẩu lần lượt kéo đến ạ. Cái xanh quê của bác nào rất già này. Chưa có đôn kê kích đang để dưới tạm ở dưới bục. Một cái ổi bonsai dáng siêu rất đẹp các bạn. Cây vẫn đang được lần lượt anh em đưa đến. Những nét đặc trưng của bonsai trên thành phố Ninh Bình đấy. Cây và đá. Đây, dàn cây rất đẹp, bác nào đang hạ. Một cây mũ da bì rất độc đáo nha. Hôm sau em quay cho các bác ngắm. Cái này hình như ngày xưa sở hữu của anh Triệu Bùi bán cho anh Cụt sao ấy. Đúng rồi, chuẩn rồi đấy. Cây ngũ da bì các bác nhé, rất độc đáo. Đây, những cây ở triển lãm này, cây lão phiêu chưa các bác ạ. Trời, đây các bác ơi, các anh các chú ở Ninh Bình này làm rất công phu nha. Toàn chân đôi máy khâu kê trên mặt đá xanh nhé, cho mọi người kê kích trang trí cây. Đấy, phẩm xanh quê ạ. Đây thì có một số lượng cây mini nhỏ anh em đã mang đến. Cây đâm thân này thì của anh Cảnh Hà Lông ạ. Nàng tay dầm bông rất đẹp các bác nhé, điện tít làm liền già đỏ như đồng. Cây này thì phải nhìn thực tế ạ, vì nó là cây nhiều thân tứ diện đều đẹp. Cây xanh của Phạm Tuấn Đông Anh.
Đây là những ngày đầu nên là mới có một ít cây bonsai đến thôi các bác ạ. Nên là em chưa quay hết được. Để ngày mai khi mà lượng cây tập trung đến đông hơn thì em quay sẽ nhiều, đưa đến cho các bác nhiều hình ảnh của cây tại triển lãm nhiều hơn ạ. Một lượng ít cây thôi các bạn. Đây, một dàn bàn đôn đang còn trống ấy. Cây hai thần này đẹp quá, của ai già thế. Già lắm các bạn. Ít cây của ai, rất đẹp. Đôi si cổ này của chú Thanh Vàng ạ. Đây hết rồi các bạn. Đây là một vòng ngoài cây bé. Đây thì bác cứ Google Map là The Red Hotel, Red là đỏ đấy ạ. Xong đến là triển lãm ngay đấy, chân đấy ạ. Cái xanh này thì của anh Hoàng Tú ạ. Xanh Nam Điền của anh Hoàng Tú Ninh Bình này, anh bảo anh nuôi làm từ thời sinh viên đấy ạ. Chậu vôi mật của anh Cường Bin Ben Thanh Hóa nha các bác nhé. Em Tùng xì rồi xì trước anh Tú, giao dịch của anh Triệu Bùi cũng được 2 năm đấy. À, ngoài đây là cái cổng phụ đi vào đây. Là toàn là dối các bác. Đây. Một loạt cây dối. Ba cái mít quế ạ. Đây, cái sung của chú Hùng Siếc đưa đến là đã được cắt tỉa. Tại triển lãm này thì có rất nhiều xanh quê nhé. Tại vì đây là giới thiệu dòng xanh Phúc Am. Thì Phúc Am là như các bác biết thì tên nó như vậy, Phúc Am của Ninh Bình, đặc trưng của Ninh Bình, nhưng mà cá nhân chúng em thì Phúc Am nó là xanh quê. Nên là triển lãm này em thấy rất nhiều xanh quê đến ạ.
Cảm ơn các bác nhé, hẹn gặp lại các bác ở video sau ạ, thì để sân cậy cho nhiều cây hơn nhé các bác nhé. Alo.